vị khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Ăn Ngon Sống Khỏe Mỗi Ngày Vui. Anh Thành ơi, ngày hôm nay anh Thành định giới thiệu đến khán giả một món ăn từ thịt hay là cá đây? Món ăn ngày hôm nay cũng không phải từ thịt bò hay thịt gà, mà cũng không phải từ cá nữa Thư Vinh ơi. Ngày hôm qua thực đơn của chúng ta đã là một món cá dưới biển rồi, hôm nay sẽ là một món từ đồng ruộng quý vị ạ. Thịt từ đồng ruộng thì em đoán chắc là thịt ếch luôn. Nhưng mà quan trọng là anh Thành có chiêu gì đặc biệt để làm cho món ếch đồng đặc biệt hơn không? Tuyệt chiêu của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một nguyên liệu rất là quen thuộc dùng để nấu canh chua. Nghe quá xá lạ luôn đó anh Thành. Vậy thì anh nhanh nhanh hướng dẫn cho mọi người món thứ hai trong thực đơn của chương trình tuần này đi. Vậy thì bây giờ mời quý vị cùng vào bếp với món ếch xào bạc hà. Để thực hiện món ếch xào, chúng ta cần chuẩn bị 300g thịt đùi ếch đã làm sạch, 10 lá lốt, 200g bạc hà thân nhỏ đã tước vỏ, ớt sừng, hành tím băm, tỏi băm, một số gia vị thông thường và bột tẩm khô chiên giòn, ajiquit vị bơ. Tức Vinh giúp anh mở lửa lên để anh bắt nồi nước lên nha. Dạ. Bạc hà này chúng ta lửa thân nhỏ thôi, tước vỏ sạch, sau đó sẽ cắt xéo. Về phần lá lốt, chúng ta sẽ cắt sợi. Với ớt sừng, chúng ta sẽ cắt hình thôi. Rồi, để đây. Đùi ớt này chúng ta đã làm sạch rồi nhé. Mình cắt đôi như thế này là được. Chúng ta chọn thịt đùi ớt á, thì nên chọn ớt đồng. Nó có màu hơi đỏ, thịt chắc và sẽ ngọt hơn. Nước sôi rồi Tức Vinh ơi. Dạ. Mình sẽ cho vào một muỗng cà phê muối nha. Mình sẽ trần bạc hà. Chúng ta trần bạc hà với lại nước sôi có bỏ chút muối, sau đó vớt ngay ra bỏ vào nước đá, giúp cho bạc hà khi ăn không bị ngứa miệng và giữ được màu sắc đẹp, dễ thấm gia vị. Bạc hà này sau khi ngâm đá rồi mình sẽ vớt ra để cho ráo. Bây giờ tới công đoạn quan trọng nhất đây, chúng ta sẽ tẩm ớt với lại bột tẩm khô chiên giòn ajiquit vị bơ nha. Mình sẽ cho vào hộp đúng không anh Thành? Mình cho vào hộp. Mà anh Thành ơi, mình sử dụng bột tẩm khô chiên giòn ajiquit vị bơ thì có phù hợp với món ăn này không anh? Bột tẩm khô chiên giòn ajiquit vị bơ này rất phù hợp với những nguyên liệu như là đùi gà, cánh gà, ếch. Khi chúng ta sử dụng bột chiên giòn ajiquit vị bơ, món ăn sẽ thơm ngon như là một món chiên bơ vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tẩm ếch với lại nửa gói bột tẩm khô chiên giòn ajiquit vị bơ và chúng ta cho vào hộp, lắc đều như thế này rất là tiện lợi. Và khi đã ướp ếch rồi á, chúng ta chiên ngay để giữ được độ giòn. Em mở lửa giùm anh nha. Vậy đây là một bí quyết rất là quan trọng nên em phải nhắc lại với quý vị khán giả thôi. Quý vị ơi, sau khi đã tẩm ếch với bột tẩm khô chiên giòn ajiquit vị bơ thì chúng ta phải chiên ngay để giữ được độ giòn cho món ăn nha quý vị. Khoảng bao lâu thì đùi ếch sẽ chín anh Thành? Đùi ếch này chúng ta chiên nhanh, vừa vàng tới là được. Bây giờ đùi ếch đã có màu vàng rồi. Chắc là được rồi anh Thành ha. Được rồi đó em. Bây giờ mình sẽ bớt ra để cho ráo dầu nha. Em tắt bếp. Rồi em tắt bếp giùm anh. Nhìn thấy hấp dẫn chưa? Dạ rất là hấp dẫn. Có màu vàng nâu nè và mùi thơm của bơ nữa. Đây, mình sẽ cho ra đây để cho ráo dầu. Em mở lửa lên cho anh. Cho dầu vào. Anh sẽ phi thơm hành tỏi nha. Hành tỏi đã thơm rồi đó. Hành tỏi mình rất sẽ cho thơm. Bạc hà vào. Dạ cho bạc hà vào. Xào nhanh tay. Nêm vào một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Dạ. Chúng ta xào nhanh tay nha quý vị. Để cho bạc hà không bị mềm hả anh Thành? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho đũa ếch vào xúc nè. Dạ. Tắt lửa xong chúng ta mới bỏ lá lốt và ớt sừng vào. Tại sao mình phải tắt bếp rồi mới cho lá lốt vào vậy anh Thành? Mình cho lá lốt vào như thế này á thì lá lốt á sẽ không bị nát và giữ được cái hương vị thơm của lá lốt. Bây giờ gấp món ăn ra dĩa nè. Cuối cùng anh sẽ cho vào một chút tiêu. Món ếch xào này chúng ta dùng nóng mới ngon nha quý vị. Bây giờ anh mời Tước Vinh dùng thử. Chúng ta có thể dùng kèm với lại nước tương tùy theo khẩu vị. Hồi hộp quá anh Thành ơi, em đây, cảm ơn anh. Vinh. Dạ, để em thử bạc hà trước nha. Bạc hà thì còn rất là giòn và ngon nữa đó anh Thành. Còn thịt ếch thì sao ta, để thử một miếng đã. Ừ.
biết không, đây là lần đầu tiên em được thưởng thức một món ăn kết hợp với bột tẩm khô chiên giòn acid vị bơ đó anh. Nên là em cảm thấy rất là đặc biệt bởi vì món ăn thơm lừng hương bơ luôn. Còn thịt ếch trong món ăn này thì vừa chắc nè, ngọt nè. Mà đúng như anh Thành nói nha, sự kết hợp giữa thịt ếch và bột tẩm khô chiên giòn acid vị bơ rất là phù hợp. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Quý vị ơi, ngày mai chúng ta còn một món canh rất ngon trong thực đơn của chương trình tuần này đang chờ đợi quý vị, đừng bỏ lỡ quý vị nha. Đến đây thì chương trình hôm nay cũng xin được khép lại và chúng tôi rất mong được đón nhận những ý kiến đóng góp của quý vị để chương trình hấp dẫn hơn bằng hai cách, đó là gửi thư đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Anh Thành và Tuyết Vinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.